Ơn Đức Chúa Giêsu, con dâng lễ lạy cùng cha mẹ đã làm trong ngày hôm nay. Ta thiên hạ đi cùng cha mẹ đã làm từ xưa cho đến giờ và sẽ làm sau. Coi nhớ đến những sự thương xót Chúa. Thank you.
xin cho con chịu những vô nguy cấm trên bao biểu vô tội lỗi dưới thế xin trường xin cho con được luôn ca khen thánh lương ta ta nghĩ là một người đổ xuống ơn an bình Kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý ban mục vụ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Từ thời cha Giuse Maria Bùi VIII, quản giáo xứ Hoàng Nguyên, thì Ngài không chỉ quản Hoàng Nguyên mà còn thêm nhiều giáo xứ khác nữa. Và Ngài đã quy tụ ca đoàn của các giáo xứ lại để mừng lễ hàng năm, gọi là liên xứ. Tuy nhiên từ ngày các giáo xứ lân cận đều có cha xứ về quản nhiệm, thì ca đoàn liên xứ không còn tồn tại, mà thay vào đó là liên ca đoàn ở trong giáo xứ. Giáo xứ Hoàng Nguyên của chúng ta, ngoài nhà xứ ra, còn có 7 họ lẻ, nhưng Vĩnh Xuân và Khai Thái không có ca đoàn. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn có 7 ca đoàn. Bởi vì ngoài 6 đơn vị có ca đoàn thì còn ca đoàn thiếu nhi nữa. Hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để mừng lễ liên ca đoàn giáo xứ. Chúng ta cùng chúc mừng cho anh chị em các ca đoàn bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thánh Catarina được tôi chọn làm bổn mạng của ca đoàn, bởi vì Ngài là trinh nữ, là tu sĩ, là tiến sĩ. Mặc dù các ca đoàn không có phải là tu sĩ, cũng không có phải là trinh nữ, thế nhưng mà khi chúng ta dâng lên Chúa lời ca tiếng hát, chúng ta giúp cho cộng đoàn cầu nguyện với khả năng ca hát của mình, thì chúng ta cũng cùng với thánh nữ dâng lên chính bài ca tâm hồn của mình như thánh nữ đã làm trong suốt cuộc đời. Hôm nay hiện diện với anh chị em liên ca đoàn mừng lễ quan thầy có một cha thấp nhất giáo phận, cha Tôn Ngô Văn Thông, chính xứ Hà Hồi, học cùng lớp chủng viện với tôi và cũng là người anh em linh tông với tôi. Chúng ta chào mừng cha Tôn bằng một tràng pháo tay. Cha Kiều của Đạo Nguyên đã cao rồi, nhưng mà cha Thông còn cao hơn một vài cm. Ở phía bên tay phải của cha Thông là cha Mikae Hoàng Nam, cha phó của giáo xứ Bái Xuyên, cũng là một người anh em trong gia đình linh tông với tôi. Ngài mới chịu chức linh mục ngày mùng 3 tháng 12 vừa rồi. Hôm nay Ngài sẽ chia sẻ trong thánh lễ. Chúng ta cùng chào mừng cha Mikae bằng một tràng pháo tay. Ở hiện diện với anh chị em ca đoàn còn có quý sơ, có đại diện hội đồng mục vụ, đại diện các ban mục vụ của các giáo họ và những người yêu mến ca đoàn nữa. Anh chị em ca đoàn, chúng ta cùng chào mừng họ bằng một tràng pháo tay nữa. Giờ đây xin mời quý cha và cộng đoàn chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Không biết là vị thánh nào, hình như là thánh Augustino có nói rằng hát là cầu nguyện hai lần. Nhưng tôi nghĩ hát không thôi thì chưa chắc đã cầu nguyện được hai lần.
phải là hát hay mới gọi là cầu nguyện hai lần. Và trong cái ngày rất là đặc biệt, tôi thấy chưa có ở nơi nào mà có liên ca đoàn như là ở trong giáo xứ của chúng ta đây. Chúc cha xứ cũng như là các ca viên ở trong các ca đoàn chúng ta luôn luôn hát để nâng tâm hồn của chính chúng ta và nâng tâm hồn của tất cả những người tham dự thánh lễ nên gần Chúa. Và nguyện chúc cho tất cả chúng ta noi theo gương của vị thánh là thánh nữ Katarina luôn hiến trọn cả cuộc đời để là những bông hoa dâng lên cho Thiên Chúa, thì chính lời ca tiếng hát và chính cuộc sống của mỗi người ca viên ở trong ca đoàn của chúng ta, đời sống đạo đức thánh thiện cũng là những lời ca tiếng hát mà chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa. Thế lễ hôm nay chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện theo ý những người xin lễ, xin cho các linh hồn Giuse, Anna, Anton, Gioan, cho các bậc tổ tiên nội ngoại, cho linh hồn thai nhi và cầu cho các thầy ở nhà tràng. Giờ đây mỗi người trong chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối những lỗi lầm, những thiếu sót mà chúng ta đã trót phạm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng Thánh nữ Katarina Siena, khiến Thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ hội thánh. Xin nhận lời Thánh nữ chuyển cầu cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài đọc 1. Đức Chúa phán thế này: Hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ. Hỡi tất cả những người yêu mến thành đô, hãy cùng Jerusalem khắp khởi mừng. Hỡi tất cả những người đã than khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích niềm nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú lo bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: Lạy ta tuôn đổ xuống thành đưa ơn thái bình tựa dòng sông cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ấm bên hông, nâng niu trên đầu gối, như mẹ hiền an ủi con thơ. Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Ngài cho các tôi tớ biết. Đó là lời Chúa. Vững ngàn kiếm phán định ngài sáng từng
Bài trích sách công vụ tông đồ. Bấy giờ lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. Ông Baraba và ông Saulo sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Jerusalem thì trở về, đem theo ông Gioan cũng gọi là Marco. Trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Baraba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode và Saulo. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay thì Thánh Thần phán bảo: hãy dành riêng Baraba và Saulo cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleukia rồi từ đó đáp tàu đi đảo Síp. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa cho các hội đồng người Do Thái. Đó là lời Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sinh ra trong cuộc sống trần gian,
ai cũng mang trong mình một ơn gọi và một sứ vụ đặc thù. Trước tiên đó là ơn gọi phổ quát, ơn gọi được trở nên con người. Và theo đó chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được ơn gọi để trở nên con Thiên Chúa nơi bí tích rửa tội. Và chính trong ơn gọi phổ quát đó, chúng ta mang trong mình ba chức năng ngôn sứ, tư tế và vương đế theo cách thức riêng của mình. Ngôn sứ, vương đế, tư tế, đó là những điều Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Và trong ơn gọi đặc thù, ơn gọi của đời sống tu trì, thì ba chức năng đó lại mang trong mình một ý nghĩa đặc trưng riêng. Hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về ý nghĩa của ơn gọi đời sống Kitô hữu. Ánh sáng là tình yêu của Thiên Chúa đã hiện hữu trong cuộc sống trần gian. Và bài tin mừng Đức Giêsu đã nói cho chúng ta, chính Ngài là ánh sáng. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đã được đón nhận ánh sáng đức tin ngang qua hình ảnh Đức Giêsu Kitô Ngài hiện hữu nơi cuộc sống trần gian. Chính trong Đức Giêsu Kitô mà chúng ta biết được Thiên Chúa là đấng toàn năng, là cha của Ngài. Và chính trong Đức Giêsu Kitô mà chúng ta biết được chính Thánh Thần là ngọn lửa của tình yêu, là mối dây hiệp thông giữa ba ngôi Thiên Chúa. Khi nói về tất cả những điều đó thì lại đối ngược lại với bóng tối. Ánh sáng và bóng tối, đó là hai cặp phạm trù đối lập nhau. Ai trong chúng ta cũng thích sống trong ánh sáng, đó là ánh sáng của tình yêu, của bình an, của hạnh phúc, của sự sống. Còn bóng tối, đó là hình ảnh của ma quỷ, của sự chết, của tội lỗi. Tuy nhiên dẫu biết rằng điều đó cho chúng ta cơ hội để chúng ta suy nghĩ, chọn sống theo ánh sáng hay là bóng tối, nhưng trong con người của chúng ta, nhiều lúc chúng ta cũng giống như Thánh Phaolô phải thốt lên rằng: những điều tôi muốn thì tôi lại không làm được, còn những điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Khởi đầu tin mừng theo Thánh Gioan, chính Ngài đã giới thiệu về Đức Giêsu Kitô là ánh sáng cho trần gian. Và chính Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng nhận mình là ánh sáng cho trần gian. Khi ơn gọi của con người được thành hình nơi hiện hữu trong thân xác, khi ơn gọi của người Kitô hữu được khởi đầu với bí tích rửa tội, thì nơi đó chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ánh sáng. Hãy giữ ngọn nến sáng này cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Ngài đến trong quang lâm. Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ Thánh Catarina thành Siena, một người con được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn để rồi Ngài hiện hữu nơi cuộc sống trần gian mang thân xác một con người. Đó là ơn gọi làm người. Và Ngài cũng được ơn gọi để trở nên con Thiên Chúa. Sinh ra trong một gia đình đạo đức nhưng đông con. Không biết ca đoàn có biết là Thánh Quan Thầy của Liên Giáo Miền của mình là người con thứ bao nhiêu trong một gia đình không? Bao nhiêu ạ? 23 à? Vẫn còn ít. Thêm nữa đi. Bao nhiêu ạ? Cha của Ngài là một người thợ thủ công, và Ngài là người con áp út trong một gia đình có 25 người con. Ở giáo miền chúng ta có nhà nào có số lượng như vậy không? Có nhà nào giơ tay chưa nào? Chắc không có đúng không? Cộng vài gia đình vào cũng khó, đặc biệt là trong giới trẻ ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, điều đó cho chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa đã làm nên những việc kỳ diệu nơi cuộc sống của con người. Thánh Catarina thành Siena đã ước muốn dâng mình cho Chúa ngay từ khi còn nhỏ. Ngài sinh ngày 25 tháng 3 năm 1347, và Ngài đã ước nguyện dâng mình cho Chúa sống trong dòng Đa Minh và trở nên một tu sĩ của dòng. Ngài mất ngày 29 tháng 4 năm 1380, trong khi tuổi đời còn rất trẻ.
Ngài được giáo hội tuyên phong là trinh nữ tiến sĩ hội thánh và thật vui mừng cho ca đoàn liên giáo miền Hoàng Nguyên chúng ta nhận Ngài làm thánh bổn mạng. Chính Ngài đã là ánh sáng cho cuộc sống trần gian khi họa lại hình ảnh của đời sống Đức Giêsu Kitô hy sinh hãm mình cầu nguyện và ăn chay mỗi ngày. Ánh sáng đó cũng đang chiếu tỏa nơi khuôn viên nhà thờ của giáo họ Đạo Nguyên. Nhìn xung quanh chỉ có mỗi khu rữa này là trắng sáng vô cùng. Mọi người có nhìn thấy điều đó không ạ? Chắc là cũng thấy. Trắng sáng vô cùng đó là hình ảnh tượng trưng bề ngoài, nhưng đó cũng là dấu chỉ cho chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta đang sống trong ánh sáng. Ánh sáng của Đức Giêsu Kitô phục sinh, ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa chiếu tỏa nơi cuộc đời mỗi người, nơi giáo xứ Hoàng Nguyên, trong các cộng đoàn của giáo họ và đặc biệt là nơi ca đoàn. Hát cầu nguyện với Chúa để cùng cộng tác với Chúa trong lời tôn vinh Thiên Chúa Cha, để cùng nhau hợp tiếng để ca khen Thiên Chúa, và cũng là nơi để đưa tâm hồn con người gặp gỡ Thiên Chúa ngang qua tiếng hát. Hôm nay mừng lễ Thánh Quan Thầy là cơ hội để cho chúng ta suy ngắm lại cuộc đời của Thánh Quan Thầy, cũng là cơ hội để cho chúng ta nhìn ngắm lại cuộc đời của chính chúng ta, họa lại hình ảnh của Đức Giêsu Kitô là ánh sáng cho trần gian. Ước mong rằng mỗi thành viên nơi các cộng đoàn ca đoàn sẽ là ánh sáng trong đời sống đức tin, sẽ là sự hiệp nhất trong hội đoàn của mình và mang ánh sáng Đức Kitô phục sinh đến cho những người chung quanh và đưa tâm hồn mọi tín hữu khi tham dự các cử hành phụng vụ của giáo hội, đặc biệt là cử hành thánh lễ, được chạm vào tình yêu của Chúa và sống trong tình yêu với Ngài. Ước mong được như vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Catarina thành Siena là vị tông đồ giáo dân luôn yêu mến, vâng phục và xây dựng hội thánh. Nhờ lời chuyển cầu của Ngài, chúng ta dâng lời nguyện xin. Yêu mến và vâng phục để xây dựng hội thánh, xin cho mọi Kitô hữu yêu mến và vâng phục các chủ chân trong hội thánh, để sự hiệp nhất yêu thương làm cho nước Chúa ngày càng lan rộng khắp nơi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện, xin Chúa lên một, xin cho các tông đồ giáo dân luôn hiệp nhất với chủ chân và với nhau, để việc họ làm được chúc lành và trổ sinh nhiều hoa trái cho hội thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa, xin nghe tiếng con kêu. Chúa nói, tôi đến không để phục vụ, nhưng để phục vụ. Xin cho những ai đang phục vụ Chúa nơi các tác vụ khác nhau trong giáo xứ luôn thấm nhầm tinh thần Đức Kitô, để sự quảng đại quyền mình của họ mang lại nhiều kết quả cho giáo xứ, các giáo họ và hội đoàn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa dạy, hãy cầu nguyện luôn,
xin cho các ca viên biết chuyên chăm cầu nguyện theo gương Thánh Catarina. Nhờ đó, lời ca tiếng hát của họ là lời cầu nguyện và giúp cộng đoàn cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, Thánh Nữ Catarina đã thể hiện lòng mến yêu Chúa qua việc phục vụ hội thánh. Xin giúp chúng con biết học nơi Ngài lòng yêu mến và phục vụ hội thánh. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nêu lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật cứu độ chúng con dâng tiến trong ngày kính nhớ Thánh nữ Catarina và cho chúng con được thấm nhuần giáo huấn của người để thêm lòng sốt sắng cảm tạ Chúa là Thiên Chúa chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều chiều và tuyên dâng Chúa sáng nay cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ,
và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con hân hoan vui mừng ta ơn Chúa.
Chúa ơi gọi con đến.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Lương thực này xưa đã đem lại cho Thánh nữ Catarina sự sống của thân xác. Nay xin cũng làm cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Con xin kính mời quý cha, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Cho chúng con có đôi lời tâm tình cảm tạ. Trọng kính cha xứ, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, kính thưa quý cụ, quý chức hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trong bầu không khí Chúa Kitô phục sinh, hòa chung nhịp sống năm hiệp thông của giáo phận, hôm nay trong niềm vui hân hoan của ngày lễ quan thầy ca đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên, chúng con được đón quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cộng đoàn về dâng và hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho các ca viên trong xứ và chung chia niềm vui với chúng con. Con xin thay mặt cho các ca viên trong giáo xứ Hoàng Nguyên bày tỏ tâm tình của chúng con trong thánh lễ long trọng và ý nghĩa này. Chúng con là những người Kitô hữu sống trong mái nhà chung của giáo xứ Hoàng Nguyên. Hàng ngày chúng con được sự quan tâm sâu sắc của cha xứ, sự dìu dắt nhiệt tình của quý sơ. Chúng con được mang lời ca tiếng hát của mình để ngợi ca cảm tạ và xin ơn cùng Chúa. Tuy giọng ca của chúng con có lúc còn chưa được ngọt ngào, dịu dàng, nhưng Chúa vẫn yêu thương đón nhận. Anh chị em ca viên chúng con luôn luôn trao dồi kiến thức, học hỏi và bổ túc cho nhau, luôn biết sống yêu thương, vui vẻ, hòa đồng cùng nhau trong những tháng ngày qua. Chúng con được quý sơ ở Hoàng Nguyên hướng dẫn bổ túc và chuyên môn về chúng con nắm rõ hơn về nhạc lý trong phục vụ. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn giáo xứ chúng con ở một địa bàn giải rác, sau việc của các ca viên khác nhau, như chúng con đã cố gắng vượt lên công việc của gia đình để tìm được tiếng nói chung trong phục vụ. Điển hình như hoan ca Giáng sinh hàng năm, xin quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn cầu nguyện cho các ca viên trong xứ Hoàng Nguyên chúng con luôn có ơn Chúa Thánh Thần để yêu mến Chúa hơn, mang tiếng hát trong lời cầu nguyện làm sáng danh Chúa và mang lại lợi ích thiêng liêng cho chính mình. Trong tâm tình cảm tạ, chúng con xin cảm ơn quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn đã bớt chút thời gian về hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Kính chúc quý cha, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý cộng đoàn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, dồi dào sức khỏe, bình an và niềm vui. Chúng con có bó hoa tươi thắm gói trọn tâm tình của anh chị em ca viên trong giáo xứ kính tặng cha xứ và quý cha đồng tế. Xin cha vui lòng đón nhận. Con xin cúi đầu cảm tạ. Thank you.
nhận hoa xong rồi cha Thông bảo hoa đẹp thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những bông hoa dưới này đẹp hơn. Mặc dù chúng ta không có xanh đỏ tím vàng, thế nhưng mà chúng ta là những bông hoa rất đẹp. Bởi vì chúng ta dâng lên Chúa cả con tim của mình, dâng lên cho Chúa cả tình yêu của mình. Đó chính là hương, là sắc, là hoa. Và không chỉ dâng lên những cố gắng, những hy sinh, mà còn giúp cho cộng đoàn cầu nguyện. Thỉnh thoảng tôi ngồi ở trên, khi mà ca đoàn chúng ta hát lúc hiệp lễ, lại để ý xuống dưới, thấy có những người cứ gật gật thế này. Chắc là ca đoàn hát hay quá, thành thử cứ vừa ngồi gật thế này. Chúng ta một lần nữa chúc mừng cho anh chị em ca đoàn bằng một tràng pháo tay. Hôm nay cha Tôn Thông cùng với cha Mikai Hoàng Nam rất là ưu ái với tôi, với giáo xứ và đặc biệt là với chị em ca đoàn. Cha Thông từ Hà Hồ xuống đây hơn 30 km và sẽ ở đây chơi với tôi đến ngày mai mới về. Thế còn cha Nam ở gần thì đi về luôn. Một lần nữa chúng ta cùng cảm ơn hai cha bằng một tràng pháo tay. Và rất là hy vọng sang năm khi mà có lễ của Liên Ca Đoàn, nhưng mà không phải ở Hòa Nguyên đâu, không phải ở Đạo Nguyên, mà sẽ một nơi khác, sẽ được sự hiện diện của quý cha để động viên và khích lệ. Cảm ơn Sơ Lucia, một người rất là nhiệt tình với giáo xứ chúng ta. Khi mà tôi tổ chức những thánh lễ dành cho các hội đoàn thì luôn rất là muốn chuẩn bị ở bên trong trước. Chuẩn bị bên ngoài thì chúng ta làm rất là giỏi, chẳng hạn như là chuẩn bị nhà thờ, chuẩn bị hoa nến, chuẩn bị hát hò, chuẩn bị dâng của lễ và thổi kèn. Thế nhưng chuẩn bị trong tâm hồn thì nhiều khi mình quên mất, đó là những lúc tĩnh tâm và xưng tội. Khi tôi về đây đến giờ thì Sơ Lucia luôn đồng hành và rất sẵn sàng để chia sẻ trong những cái buổi tĩnh tâm, giúp chúng ta tĩnh lặng lại tâm hồn để chúng ta đến với Chúa, để chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và nhất là để chúng ta cử hành thánh lễ một cách ý nghĩa hơn. Chúng ta cùng cảm ơn Sơ Lucia bằng một tràng pháo tay. Và một cách rất là đặc biệt, với tư cách là cha xứ, tôi xin cảm ơn toàn thể anh chị em ca viên ở các ca đoàn. Tôi biết có những người rất là vất vả. Hôm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh vừa rồi, có người không được ngủ. Bởi vì các nghi thức của tuần thánh rất là dài. Thế nhưng mà rồi công việc thì cũng không thể bỏ được. Cho nên là khi tham dự các nghi thức của Tam Nhật Thánh, về chỉ gọi là nghỉ ngơi một chút, rồi lại đi làm việc cho đến tận sáng hôm sau. Đó là một sự cố gắng, một sự nỗ lực. Khi mà chúng ta không chỉ lo lắng việc gia đình, mà chúng ta còn cố gắng để chu toàn bổn phận, chu toàn công việc trong trách vụ, ca hát phụng thờ Chúa là một điều rất đáng trân quý. Có những người bận những công việc mà không thể thoái thác cho ai được. Thế nhưng vì lòng yêu mến Chúa, vì giúp cho mọi người có thể cầu nguyện nhờ lời ca tiếng hát của mình, cho nên vẫn cố gắng để tham dự các buổi tập hát, tham dự các thánh lễ và nhờ tiếng hát mà giúp cho cộng đoàn thực hành các việc cử hành một cách tốt hơn. Cùng với tất cả cộng đoàn hiện diện ở đây, với ban hội đồng mục vụ, với các cụ công các bà, chúng ta cùng cảm ơn anh chị em ca viên bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa. Hình như là tôi thấy có cái mùi gì đó rồi phải không? Cười rất là sảng khoái, thế mới thích. Chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ rồi còn bước sang phần thứ hai. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá, xin Chúa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ban nãy tôi cảm ơn rất là nhiều thành phần, mà nếu mà không nói thì quên, tối nay về lại không ngủ được. Cảm ơn ban hành giáo của giáo họ Đạo Nguyên, cách riêng là anh chị em ca đoàn Đạo Nguyên đã chuẩn bị và tổ chức thánh lễ ngày hôm nay rất là chu đáo và tốt lành. Chúng ta cảm ơn họ bằng một tràng pháo tay. Và ban tổ chức xin thông báo là xin mời các anh em nam thanh niên kê giúp họ sở tại ít bàn để ưu tiên cho phái đẹp. Vì các chị em nữ đang mặc trên mình những bộ quần áo dài, vậy xin mời các chị em nam thanh niên, các anh em